Chào bác nhá. Thưa bác, căn bệnh vô sinh hiếm muộn xảy ra cả ở nam giới và nữ giới hiện nay thì đang có chiều hướng gia tăng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Tuy nhiên có một cái nguyên nhân mà Quân chia sẻ cho bác trong video ngày hôm nay, và cũng mong rằng các bác hãy nhớ đến cái cây thuốc này. Cái cây thuốc Quân muốn giới thiệu cho bác không những nó giúp ích cho bác trong cái việc điều trị những căn bệnh liên quan đến đường tiết niệu, căn bệnh về thận, mà đây cũng là một trong những cái thuốc dự phòng từ xa đối với những trường hợp mà bị vô sinh hiếm muộn. Ở ngay đằng sau bờ rào đây các bác, nó bò lên rất nhiều. Đây bác, cái dây này lá nó trơn ạ. Còn đây một dây nữa thì lá nó có rất nhiều những cái bao tử đấy ạ. Ở mép lá đấy ạ, có rất nhiều. Cây này gọi là cây thòng bong có nhá, hay còn gọi là bòng bong. Còn trong đông y người ta gọi cái này là vị thuốc Hải Kim Sa. Hải là biển, kim là vàng, còn sa là cát. Ngụ ý rằng chỉ một cái loại cây mà nhiều giống như là cát vàng ở biển đấy. Đấy. Trong tự nhiên thì cái cây này là dạng dây leo, dây nó rất là nhỏ. Và đặc điểm không thể nhầm lẫn sang các loại cây khác chính là cái lá mà có bao tử này. Đấy. Cái lá này khi nhấm thì nó có một cái vị hơi nhợ nhợ. Nó không đắng, không ngọt, không chua. Có một cái vị hơi nhợ nhợ quá nhá. Nhưng mà khi sắc cái dây này lên, khi đem về các bác sắc nước ấy, thì nó có một cái vị hơi cay, hơi tê. Không phải là khó uống, nhưng mà nó sẽ có một cái vị hơi cay, hơi tê. Đấy các bác. Đối với nhiều người thì người ta sử dụng cái này để chữa bệnh sỏi thận, rồi chữa bệnh thận hư. Đấy. Còn riêng đối với Quân thì cái cây này được dùng để chữa tiểu dắt, tiểu không thành dòng, cực kỳ hiệu nghiệm. Có một lần là đứa cháu của Quân, là Quân đưa đứa cháu ấy từ thành phố về trong huyện, thì trên đường đi thì rất là khó chịu. Đấy, và liên tục là muốn đi tiểu. Sau đó là Quân xin nhà xe được một cái chai, đấy, một cái chai nước, và bảo cháu tiểu vào cái chai đó. Nhưng mà cháu đó vẫn không thể tiểu được. Sau đó Quân bắt buộc phải nhờ nhà xe là phải dừng xe để cho cháu xuống đi tiểu. Đấy. Nhưng mà khi xuống dưới xe, nhà xe chờ khoảng 5 đến 10 phút thì cháu vẫn không thể tiểu được. Thì đó chính là cái căn bệnh bí tiểu. Và khi tiểu thì sẽ không thành dòng. Đấy. Tiểu dắt mỗi một lúc một ít. Và rất là khó chịu. Nếu bác nào đã gặp cái tình trạng bệnh như này rồi thì chắc chắn các bác sẽ thấy được cái nỗi vất vả khi chúng ta phải sống chung với cái chứng bệnh này. Tuy nó không thường xuyên xảy ra, nhưng mỗi lần nó xảy ra là một cái lần chúng ta khổ sở vì nó, đúng không ạ? Thì sau khi về đến huyện thì Quân đã hái cây này và sắc nước cho cháu uống. Thì sang đến ngày hôm sau thì cháu đã mất hoàn toàn cái triệu chứng đó là bí tiểu, và cháu đã đi tiểu rất là thoải mái. Đó. Thưa bác, cái chứng bệnh bí tiểu, tiểu dắt, tiểu không thành dòng thường xuyên gặp ở trẻ em. Nếu chúng ta chủ quan cho rằng cái biểu hiện này là không đáng ngại và không cần đi khám ở các cơ sở y tế thì các bác hoàn toàn sai lầm. Nếu cái hiện tượng bí tiểu, tiểu không thành dòng, tiểu dắt như vậy diễn ra thường xuyên và liên tục thì rất có thể đây là một cái biểu hiện của chứng thận hư. Mà để lâu ngày thì rất có thể nó sẽ làm cái thận của trẻ nhỏ nó sẽ mất nhiều cái chức năng vốn có của nó. Và như vậy sau này khi trưởng thành, cái chức năng thận nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lý, và đặc biệt nó có thể gây ra chứng bệnh vô sinh. Đối với những bác mà có trẻ nhỏ bị cái biểu hiện này, đấy, nếu các bác dùng được cái cây này ấy, thì quả thật nó rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Chỉ cần sử dụng một bát hoặc hai bát sắc nước, lấy cái nước cốt đó cho trẻ uống, thì đảm bảo với các bác sang ngày hôm sau trẻ nó sẽ đi tiểu hoàn toàn bình thường. Đấy, cây này cực kỳ công hiệu đối với trường hợp bị bí tiểu, tiểu dắt, tiểu không thành dòng, và cũng là một cái vị thuốc rất tốt cho thận. Cô sẽ để một cái bài viết rất chi tiết về công dụng của cây thòng bong này cho bác tham khảo. Còn video ngày hôm nay Quân đi sâu, nhấn mạnh với các bác. Nếu các bác gặp cái cây này trong tự nhiên đây ạ, thì các bác hãy nhớ cái địa điểm cái cây này nó có. Đấy, để khi kể cả người lớn hoặc là trẻ nhỏ bị chứng bệnh bí tiểu, tiểu dắt, thì các bác hãy đem cái lá này về, cái dây này về. Đấy, các bác lấy khoảng 15 đến 20 gram thôi ạ. Đấy, các bác rửa sạch, sắc chung với khoảng 5 bát nước, sắc nhỏ lửa còn 3 bát. Đấy, và cho bệnh nhân uống từ 1 đến 2 bát trong ngày. Đấy, rất là đơn giản nhưng cực kỳ công hiệu các bác nhé. Đấy, cái lá nó không có cái bào tử đấy. Đây, cái chỗ này thì có lá có bào tử này. Lấy cái lá nào cũng được bác nhé. Lấy cái lá có bào tử cũng được, mà cái lá không có bào tử vẫn được, vẫn là nó. Đây à. Đấy, dưới này này. Đấy, cái bụi này rất là lớn. Cái dây này nó bám trong tự nhiên ấy thì cái dây nó nhỏ thôi ạ, nó không lớn đâu. Đấy, các bác nhớ cái này nhé. Cây này chữa bệnh thận rất tốt, trong đó là cái công dụng chữa bệnh bí tiểu thì gần như là số 1. Cây này được coi là một trong những cây điều trị dự phòng chứng bệnh vô sinh hiếm muộn. Đấy, các bác nhớ như vậy nhé. Bác nào quan tâm đến cái bài thuốc chữa vô sinh hiếm muộn ở nam giới và nữ giới thì các bác hãy để lại bình luận xuống bên dưới giúp Quân, hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại 0946 875 000. Xin phép các bác, Quân sẽ dừng video ở đây. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Thảo Dược.net và hãy nhớ chia sẻ video này để ủng hộ Quân các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.